Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Nha Khoa dành cho mọi người. Mình tên là Ngân, hiện đang là điều dưỡng chuyên ngành nấn chỉnh răng và là trợ thủ chính của bác sĩ Thúy Anh tại Nha Khoa Thúy Anh. Chủ đề ngày hôm nay mình muốn chia sẻ tới các bạn đó chính là những lợi ích và biến chứng có thể xảy ra trong suốt quá trình nấn răng. Đầu tiên chúng ta cùng nói về lợi ích trước nhé. Lợi ích đầu tiên đó chính là sau khi nấn răng thì bạn cười sẽ đẹp hơn. Hàm răng sẽ thẳng và đều, không còn khe thưa này, hô hay là móm. Điều đó là đương nhiên rồi ạ. Bởi vì là đấy là lý do chủ yếu, là động lực lớn nhất để thúc đẩy các bạn tới với nha sĩ niềng răng. Điều đó thì không cần phải nói thêm về các bạn rất là đẹp hơn rất nhiều sau khi niềng răng. Nha sĩ sẽ thiết kế lại cung cười cũng như đường viền lợi của các bạn để có thể là đạt hoặc cần đạt tới các tiêu chuẩn thẩm mỹ nhất. Lợi ích thứ hai là khi niềng răng thì bạn sẽ vệ sinh răng miệng sạch hơn, nhờ đó mà mô lợi khỏe mạnh và giảm thiểu tối đa được nguy cơ sâu răng. Một hàm răng lệch lạc thì rất là hay bị mắc thức ăn và đặc biệt là vùng kẽ, khi đó thì bạn rất là khó để có thể là vệ sinh sạch vùng này. Ở đó là nguy cơ dẫn tới sâu răng, viêm lợi hay là mòn cổ răng. Hoặc những trường hợp mà khi bạn bị khớp cắn sâu, răng cửa hàm trên cắn vào lợi của phía dưới, hay là trường hợp bị vô hàm thì răng cửa hàm dưới lại cắn vào lợi mặt trong của hàm trên. Những trường hợp đó đều có thể gây ra sang chấn này, viêm lợi kéo dài. Niềng dàn đều răng thì là một trong những chỉ định điều trị của những bệnh lý về chấn thương viêm lợi kể trên. Ngoài ra thì sau khi niềng răng thì bạn sẽ có một mô lợi cực kỳ khỏe mạnh, hồng hào và săn chắc và hơi thở thơm tho hơn nữa bạn nhé. Lợi ích thứ ba có thể kể đến đó chính là khớp nhai sẽ được hoạt động trơn tru hơn. Hàm răng lệch lạc thì dẫn tới nguy cơ là có những cản trở khớp cắn khi bạn ăn nhai hoặc là nghiến răng vào ban đêm. Bạn có những triệu chứng như là nhai mỏi hàm này, đau mỏi vùng đầu cổ hay là vai gáy. Nhiều bạn khi há ngậm còn có tiếng kêu do các tiến triển các vấn đề về nội khớp. Với việc niềng răng thì nha sĩ sẽ tiến hành là loại bỏ những điểm cản trở khớp cắn này, săn phẳng mặt phẳng cắn này, làm cho khớp thái dương hàm được khỏe mạnh hơn, rất là tốt cho thực hiện chức năng sau này và các điều trị phục hồi về sau. Lợi ích thứ tư có thể kể đến đó chính là sẽ tối ưu hóa được lực nhai. Hàm răng lệch lạc thì trục truyền lực cũng sẽ không được tối ưu. Với việc nắn chỉnh thì sẽ giúp truyền lực theo hướng dọc, vì vậy sẽ cực kỳ tốt cho một hàm răng sẽ khỏe ạ. Ngoài ra với những trường hợp bạn bị khớp cắn hở hay là khớp cắn chéo thì khi mà ăn nhai bạn sẽ không thể khớp được hai hàm vào với nhau. Việc nắn chỉnh thì có thể là điều trị triệt để được những trường hợp này, giúp mà hai hàm và khớp cắn của bạn về vị trí tiếp khớp hoàn hảo nhất. Lợi ích thứ năm có thể kể tới là khuôn mặt của bạn sẽ thay đổi theo hướng hài hòa hơn, cân đối hơn và vi lai hơn. Khi khớp nhai có những điểm cản trở thì sự đồng vận của các cơ mặt trong hoạt động nhai sẽ không được hài hòa. Có những cơ sẽ bị co kéo căng quá mức, khiến cho khuôn mặt của bạn trông rất là căng thẳng và không hài hòa. Sau khi tiến hành loại bỏ những điểm cản trở thì nha sĩ sẽ tạo điều kiện tối đa để cho khớp nhai có thể hoạt động trơn tru trở lại. Từ đó thì nhìn khuôn mặt của bạn sẽ trông hài hòa và cân đối hơn. Ngoài ra với những trường hợp lệch cằm này thì chỉnh nha có thể chỉnh sửa để khuôn mặt cân đối trở lại và tăng tính thẩm mỹ toàn diện. Lợi ích thứ 6 có thể kể tới đó chính là thay thế răng bị mất bằng răng thật. Ví dụ như khi bạn bị mất răng số 7 chẳng hạn thì bác sĩ có thể tận dụng răng số 8 của bạn nếu răng số 8 còn tốt, sử dụng niềng để kéo răng số 8 vào thay thế vị trí răng số 7. Khi đó thì bạn vừa tránh được một cuộc phẫu thuật nhổ răng khôn và có răng mới để ăn nhai. Rất tuyệt vời phải không ạ? Lợi ích thứ 7 có thể kể tới đó chính là niềng răng còn tốt cho các vấn đề về toàn thân. Ví dụ như là khi bác sĩ nong hàm, tạo khoảng, giải khớp cắn sâu, khớp cắn chéo, khớp cắn hở thì đường thở của bạn cũng sẽ được mở thêm ra. Hoặc là khi mà sức khỏe răng miệng tốt thì hệ tiêu hóa cũng hoạt động rất là tốt. Và một nụ cười tự tin sau niềng răng thì sẽ giúp cho bạn có thể là giao tiếp với cộng đồng hiệu quả và tích cực hơn đấy ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng chia sẻ về những biến chứng của quá trình niềng răng. Các bạn cũng đã nghe rất là nhiều về những lợi ích to lớn của việc niềng răng này, cũng như hiệu quả thần kỳ mà niềng răng mang lại trong thẩm mỹ nụ cười. Vậy câu hỏi đặt ra là niềng răng có biến chứng gì không? Và những biến chứng đó là gì?
Thực ra thì trong quá trình niềng răng cũng có thể xảy ra những biến chứng không mong muốn. Trong tất cả các điều trị y khoa nói chung và nha khoa nói riêng thì đều có những nguy cơ của nó. Tuy nhiên khi mà biến chứng là rất nhỏ so với lợi ích mang lại thì điều trị đó vẫn tính là văn minh và cực kỳ hiệu quả. Chủ đề ngày hôm nay của chúng tôi có thể làm các bạn hơi xao động trước quyết định niềng răng, hoặc các bạn đang niềng răng hơi hoang mang lo lắng. Làm các bạn lo lắng thì không phải là mục đích của chúng tôi. Chúng tôi xin nhấn mạnh lại một lần nữa là niềng răng cực kỳ thần kỳ, văn minh và an toàn. Thi thoảng nó cũng có thể xảy ra những biến chứng không mong muốn, nhưng rất là ít thôi. Việc tìm hiểu về biến chứng cũng quan trọng như bạn tìm hiểu về lợi ích của nó vậy. Và việc tìm cho mình một nha sĩ tốt là điều vô cùng cần thiết. Và biến chứng đầu tiên có thể kể tới đó chính là sâu răng và viêm lợi. Khi đeo niềng thì răng và mô lợi vùng gần mắc cái dây cung rất khó để làm sạch. Nếu như bạn không có chế độ vệ sinh hợp lý, không làm sạch tốt thì những mảnh vụn thức ăn rất dễ lưu lại ở trên răng, gây ra tích tụ mảng bám. Và đó chính là điều kiện thuận lợi để cho sâu răng cũng như viêm lợi phát triển. Vì vậy vấn đề vệ sinh răng miệng trong quá trình niềng răng là vô cùng quan trọng. Bạn cần chải răng ít nhất 2 lần trên một ngày này, dùng chỉ tơ nha khoa này cũng như các phương tiện hỗ trợ khác để có thể làm vệ sinh răng sạch sẽ hơn. Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm các clip của nha khoa Thúy Anh có thể nói đầy đủ về các vấn đề vệ sinh răng miệng theo đường link sau đây. Tiếp theo là bạn có thể sẽ bị dị ứng. Tỷ lệ dị ứng là cực kỳ hiếm gặp và bạn cần phải thông báo trước với nha sĩ của mình trước khi có quyết định niềng răng về cơ địa dị ứng từ trước, đặc biệt là với niken hoặc là cao su. Có thể bạn sẽ dị ứng với những yếu tố khác nhưng không dị ứng với những vật liệu chỉnh nha. Tuy nhiên thì việc thông báo với nha sĩ về cơ địa dị ứng cũng rất là cần thiết để nha sĩ có những phương án đa dạng hơn trong bước lập kế hoạch điều trị. Những vật liệu có thể gây ra phản ứng dị ứng, ví dụ như là các phân tử cao su trong chuông chỉnh nha, mắc cài, dây cung, vít hay các khí cụ hỗ trợ khác. Khi có dị ứng thì nha sĩ sẽ sử dụng những chuông không có cao su hoặc là những vật liệu kim loại thay thế phù hợp hơn. Thứ ba là bạn có thể sẽ xuất hiện những nốt nhiệt miệng hay là bị xước những mô mềm. Những mô mềm ở trong miệng như môi, má, lưỡi, lợi có thể sẽ bị đau khi tiếp xúc với những vật liệu cứng như mắc cài hay là dây cung. Các nốt nhiệt miệng hay là các vết xước sẽ thường xuyên xuất hiện. Ở đây cũng là một thử thách mà bạn cần phải vượt qua trong suốt quá trình chỉnh nha. Khi gặp có vấn đề về đau thì bạn nên liên hệ với nha sĩ của mình. Nha sĩ sẽ đưa ra lời khuyên thông thái nhất cho bạn cũng như cung cấp các phương pháp giảm đau hiệu quả. Bạn có thể tham khảo thêm về một số mẹo giảm đau trên các video của nha khoa Thúy Anh. Thứ tư đó chính là hiện tượng tiêu chân răng. Tiêu chân răng là chân răng bị tiêu ngắn lại, không giữ được chiều dài ban đầu trong suốt quá trình niềng răng. Trong quá trình niềng răng thì chóp chân răng có bị trù cùn đi một tí xíu hay là bị tiêu chân một ít thì sẽ không ảnh hưởng gì đến kết quả cuối cùng cũng như sức khỏe hàm răng sau này. Điều đó là hoàn toàn thường gặp. Trong một số trường hợp hiếm gặp hơn thì chân răng bị tiêu đi mất một nửa, mất cân bằng giữa chiều dài thân và chân răng thì sẽ có nguy cơ ảnh hưởng tới tuổi thọ của răng sau này. Cho đến hiện tại thì vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng cho nguyên nhân của hiện tượng tiêu chân răng. Có một số yếu tố có thể liên hệ, đó chính là thời gian niềng răng quá lâu, từ 4 đến 5 năm trở lên, lực di chuyển răng quá mạnh, hay là sự hoạt động quá mức của các yếu tố hủy cốt bào, hủy tế bào trong giai đoạn thoái hóa kính. Nên các bạn có thể yên tâm là nếu hiện tượng tiêu chân răng một chút xíu thì sẽ không ảnh hưởng gì cả đâu bạn nhé. Biến chứng thứ 5 có thể kể tới đó chính là trường hợp là mất khoáng bề mặt men răng. Như đã đề cập phần ban đầu thì vấn đề vệ sinh răng miệng là vô cùng quan trọng cho sức khỏe hàm răng sau này. Khi bạn vệ sinh răng miệng không sạch sẽ thì có thể gây ra những điểm mất khoáng. Điểm mất khoáng này biểu hiện như những đốm trắng ở trên bề mặt men răng. Những đốm trắng này sẽ lan rất nhanh nếu như tình trạng vệ sinh răng miệng, tình trạng tích tụ màng bám không được cải thiện. Và để dự phòng trường hợp này thì khi niềng răng bạn cần phải chuẩn bị sẵn tâm lý để có thể áp dụng những phương pháp mới, những cách làm mới để vệ sinh răng miệng. Ngoài ra nên sử dụng những loại kem đánh răng, nước súc miệng có chứa fluor hay là áp gel fluor 3 tháng một lần cũng rất hiệu quả, ngay cả sau khi bạn đã tháo mắc cài. Thứ 6 là có những răng không thể di chuyển do cứng khớp.
Trường hợp này rất hiếm gặp và biến chứng này thì không liên quan gì đến quá trình điều trị của nha sĩ mà là do răng của bạn đã bị cứng khớp trước đó. Với những răng có tiền sử bị chấn thương hay đã từng cấy chuyển tự thân thì nguy cơ dính khớp rất là cao. Ở khi đó thì lực tạo ra bởi nền răng sẽ không thể làm di chuyển được những răng này. Và trong khi những răng khác có thể di chuyển tới vị trí mong muốn, riêng răng bị cứng khớp thì vẫn đứng yên không hề nhúc nhích. Có rất nhiều biện pháp được đề xuất để chẩn đoán những răng cứng khớp, ví dụ như chụp X quang hay là gõ nghe tiếng kêu, nhưng cũng chỉ chẩn đoán trong một số trường hợp nhất định thôi. Khi gặp những răng bị cứng khớp không thể di chuyển thì bạn phải nhổ bỏ và cấy chân răng nhân tạo, hoặc có thể là phẫu thuật di rời cả khối xương ổ. Biến chứng thứ 7 có thể kể tới đó chính là hiện tượng chân răng bị bật ra khỏi xương hàm. Biến chứng này là cực kỳ hiếm gặp. Nguyên nhân có thể là do nha sĩ sử dụng lực quá mạnh và di chuyển răng nhanh, hệ thống đặt lực sai khiến cho chân răng di chuyển không theo vị trí mong muốn. Rất nhiều bạn chỉnh nha có xu hướng là gây áp lực lên bác sĩ chỉnh nha để có thể là đẩy nhanh tốc độ nén răng. Tuy nhiên điều này là hoàn toàn không nên, bởi vì răng cũng là một bộ phận ở trên cơ thể và mỗi người lại có một cơ địa khác nhau. Vì vậy bạn cần phải kiên nhẫn và tuân thủ theo phác đồ điều trị của nha sĩ để có thể hạn chế tới mức thấp nhất những biến chứng có thể xảy ra. Thứ 8 có thể kể tới đó chính là những rối loạn về khớp thái dương hàm. Hiện tại thì vẫn chưa có bằng chứng về mối liên hệ giữa niềng răng và các bệnh lý về khớp thái dương hàm. Bệnh lý khớp thái dương hàm thì chiếm tỷ lệ khá cao ở trong dân số, đặc biệt là nữ nhiều hơn nam. Triệu chứng có thể mờ nhạt hoặc ở dạng tiềm ẩn. Dạng tiềm ẩn này thì có thể biểu hiện ngẫu nhiên trong quá trình chỉnh nha. Vì vậy việc khám sàng lọc khớp trước khi niềng răng là vô cùng cần thiết. Mặt khác thì niềng răng cũng coi là một chỉ định để có thể tái tạo lại khớp ở tại vị trí ổn định lồi cầu nhất với mục đích là điều trị khớp cắn. Và khi niềng răng, nếu như bạn có vấn đề về khớp thì bạn cần phải được điều trị khớp ổn định trước, sau đó mới tiếp tục di chuyển răng. Sau niềng răng, bạn có thể sẽ được chỉ định mài chỉnh khớp cắn một chút xíu để có thể có một khớp cắn ổn định nhất. Biến chứng cuối cùng có thể kể tới đó chính là hiện tượng tái phát sau khi tháo mắc cài. Tuy nhiên thì biến chứng này hoàn toàn có thể phòng ngừa được hiệu quả nếu như bạn chăm chỉ đeo hàm duy trì sau khi tháo mắc cài. Tái phát có thể biểu hiện bằng sự nghiêng răng hoặc di chuyển răng, đặc biệt là thời điểm mới tháo mắc cài, khi đó khớp cắn vẫn còn chưa ổn định. Sự di chuyển răng thì cũng có thể là theo sinh lý theo tuổi, tuy nhiên những thay đổi vị trí theo tuổi này thì thường nhỏ và mức độ cũng tùy thuộc vào từng người, vì thế hàm duy trì rất là quan trọng. So với các can thiệp thẩm mỹ nụ cười khác thì niềng răng bảo tồn được răng gốc là một điều trị đã chứng minh được tính an toàn và hiệu quả cao. Thời gian niềng răng khá lâu thì đòi hỏi người bác sĩ cũng như ekip hỗ trợ bạn rất là nhiều. Vì vậy việc tìm cho mình một team chất lượng là vô cùng cần thiết. Sẽ giúp cho trải nghiệm của bạn nhẹ nhàng hơn và có thể là tránh được tối đa các biến chứng. Chúc cho các bạn có một kết quả niềng răng mỹ mãn về thẩm mỹ, khỏe mạnh về chức năng và nhẹ nhàng về trải nghiệm. Và đặc biệt là hạn chế tới mức các thấp nhất các biến chứng có thể xảy ra. Mình là Ngân, là trợ thủ chính của bác sĩ Thúy Anh tại khoa nắn chỉnh răng nha khoa Thúy Anh. Các bạn có thể ủng hộ tụi mình bằng cách like hoặc subscribe để tụi mình có thêm nhiều clip hữu ích trong cộng đồng cho các số sắp tới. Chào các bạn và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với mình từ đầu đến giờ. Chúc cho các bạn có một sức khỏe răng miệng tốt.